Chào cả nhà, hôm nay chúng ta lại đến với nhau trên kênh Lê Cúc Kinh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là món vịt kho gừng. Món ăn Việt Nam mình rất là nhiều món rất là phong phú và những cái món dân dã nữa rất là ngon. Thì món vịt kho gừng này cũng là một món rất là quen thuộc với chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món vịt kho gừng. Nguyên liệu cũng rất là đơn giản luôn. Ở đây mình chuẩn bị là có vịt nè và gừng. Vịt ở đây thì mình tùy theo số lượng và khẩu vị các bạn nha. Thì gia vị mình thường có thêm là nước mắm, muối, đường, bột ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm món vịt kho gừng nha. Thì ở đây mình có gừng đây. Bây giờ mình sẽ sơ chế trước cái củ gừng của mình ha. Mình sẽ rửa sạch, bào vỏ và sau đó mình cắt sợi. Thì gừng hay bị đắng là bị nhẫn thì mình cho số lượng vừa phải thôi. Ở đây mình dùng một nhánh như thế này thôi nè. Gừng mình đã cắt sợi xong rồi nè mọi người. Và trong nồi của mình đã chuẩn bị mít dầu ăn rồi ha. Bây giờ mình sẽ phi cái phần gừng này lên cho thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho vịt vô luôn. Thì vịt ở đây mình đã rửa sạch rồi nè ha. Mình sẽ cắt khúc vừa ăn. Mình sẽ xào vịt sang lại luôn. Khi phần thịt vịt nó sang rồi là mọi người thì mình cho nước mắm vô luôn. Thơm lừng luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một ít nước vô. Rồi. Rồi sau khi cho nước vào mình sẽ bắt đầu mình nêm nếm gia vị cho phù hợp ha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn nha. Ở đây thì các bạn sẽ nêm cho phù hợp với khẩu vị của từng người thôi. Miễn sao ngon là được. Đầu tiên mình sẽ cho đường nè. Một ít bột ngọt. Và đặc biệt là mình sẽ giảm thêm ít muối ha, cho đậm đà. Rồi, vậy là món vịt kho gừng của mình đã xong rồi mọi người ha. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Ta-da, và đây là rổ rau của mình đây. Ngon ghê chưa?